Và điều đó không chỉ mang tới cho đội tuyển Việt Nam, những người hâm mộ bóng tuyển Việt Nam những cảm xúc, mà chắc chắn nó cũng mang tới cho các cầu thủ trẻ của đội Sơn Đông những bài học để đời, để từ đây họ có thể phát triển. Có thể nói trong những ngày vừa qua khi được tham gia VTV Cup 2013 thì các cầu thủ trẻ Sơn Đông lần đầu tiên tham dự giải đấu đã có những trải nghiệm không thể nào quên, đặc biệt là sự nhiệt tình của khán giả. Ngày hôm nay mặc dù trời Ninh Bình có mưa rất to nhưng đã có rất đông các cổ động viên có mặt trên sân, và chắc chắn chỉ ít phút nữa thôi khi bước vào trận trong giải ba thì đội Sơn Đông sẽ lại được sống trong một bầu không khí rộn rã như vậy. Yang Fangshi, một trong những chủ công ghi điểm xuất sắc hàng đầu. Yang Fangshi đang là người ghi điểm xuất sắc thứ hai của giải đấu chỉ sau Rachel Roque của đội Australia, và cầu thủ này hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ tấn công xuất sắc nhất giải đấu với số điểm vượt trội mà mình đã ghi được trong những trận đấu đã qua. Cứ nhìn đèn đỏ là em nói. Sau trận đấu bán kết, đặc biệt là chiến thắng đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam, thì các khán giả ở khắp nơi, những người hâm mộ bóng chuyền trên cả nước đã đổ về Ninh Bình. Không chỉ là những cổ động viên yêu bóng chuyền cuồng nhiệt tại Ninh Bình, mà từ Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình và nhiều địa phương khác đã có rất đông những đoàn người, những cổ động viên đổ về tâm điểm là nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình để có thể được theo dõi những trận đấu cuối cùng và cũng như là trận đấu hay nhất của giải bóng chuyền quốc tế VTV Sân Bay Cúc 2013. Ngày hôm nay thì đội Kazakhstan sẽ gặp lại đối thủ đã từng đánh bại họ ở lượt trận đầu tiên, nhưng với một tâm lý rất thoải mái. Những cô gái trẻ trung xinh đẹp của đội Kazakhstan cũng đã để lại dấu ấn rất lớn trong lòng người hâm mộ với một lối đánh vô tư nhiệt tình và sự xinh xắn duyên dáng của mình. Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng và cũng là ngày thi đấu được chờ đợi nhất tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Asian Bank Cup 2013. Trước mắt những người hâm mộ bóng chuyền sẽ là những trận đấu để tranh hạng 3 và tranh ngôi vô địch ở kỳ VTV Cup thứ 10. Một cột mốc rất đáng nhớ, và có lẽ nhà vô địch ở giải đấu này chắc chắn cũng sẽ lưu lại hình ảnh rất đẹp trong lòng người hâm mộ. Bài khởi động cuối cùng để có thể bước vào trận đấu của mình. Đây là Xuân Quân Trinh, cây chuyền hai xuất sắc và người đang là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất giải đấu. Xuân Quân Trinh không chỉ giỏi chuyền hai mà khả năng ghi điểm cũng rất tốt. Trong tất cả các trận đấu thì Xuân Quân Trinh đều có những pha xử lý từ bước hai đầy bất ngờ và hết sức đẳng cấp. Sung Mê Ly, cây đập chủ lực của đội Sơn Đông cùng với Yang Phong Suy, đó là hai chủ công của đội bóng này. Sở trường của Sung Mê Ly là những cú bỏ nhỏ rất kỹ thuật. Đây còn là trận đấu giữa những cầu thủ có chiều cao trung bình rất tốt. Yang Phong Suy, cầu thủ đã ghi được rất nhiều điểm cho các cầu thủ Sơn Đông. Theo thống kê của bộ phận kỹ thuật thì Yang Phong Suy đã ghi được tổng cộng 113 điểm, trong đó có 97 điểm từ những cú đập bóng, 14 điểm chắn bóng và 2 điểm từ những quả phát bóng. Và số điểm này hiện chỉ còn kém Rachel Roque của đội Australia, và vẫn còn một trận đấu ở phía trước để cho Yang Phong Suy có thể vươn lên trở thành cầu thủ tấn công xuất sắc nhất giải. Cầu thủ cho thấy sự thoải mái, họ bước vào trận đấu tranh giải ba
Trọng tài thứ nhất điều khiển trận đấu là trọng tài Đào Xuân Anh và trọng tài thứ hai là trọng tài Tô Xuân Thục, tổ trọng tài quốc gia Việt Nam. Bên cạnh các trọng tài cấp quốc gia tham gia điều hành các trận đấu của giải thì VTV Sevens Cup 2013 cũng có những trọng tài quốc tế tham gia điều hành các trận đấu. Sau đây sẽ là đội hình xuất phát của đội Kazakhstan. Các cầu thủ mang áo số 2 Ekaterina Akilova, số 4 Irina Chumov, số 7 đội trưởng Ekaterina Brazorenkova, số 10 Alia Bakudina, số 11 Anastasia Rostovskova, số 13 Yana Yagodina và libero mang áo số 12 Diana Kaptorina. Huấn luyện viên của đội Kazakhstan đó là bà Vetova Lyudmila, một gương mặt rất tươi. Nét mặt phúc hậu của bà Lyudmila là một trong những hình ảnh đã gắn bó với nhiều đội bóng Kazakhstan sang Việt Nam tham dự các kỳ VTV Cup. Còn bây giờ trên màn hình của quý vị và các bạn là đội hình xuất phát của các cầu thủ Sơn Đông Trung Quốc. Số 3 Yang Phang Suy, số 6 Xuân Quân Trinh đội trưởng, số 8 Xuân Du Han, số 11 Suy Sinh, số 12 Sung Mei Ni, số 14 Wang Feng Chiao và libero mang áo số 10 Wang Meng Chia. Huấn luyện viên của đội Sơn Đông Trung Quốc là ông Shin Chun Sung. Trong trận đấu này thì đội Kazakhstan thi đấu trong bộ trang phục áo trắng quần xanh, còn trong bộ trang phục áo đỏ là các cầu thủ Sơn Đông Trung Quốc. Số 10 Alia Bakudina là người thực hiện quả phát bóng đầu tiên của trận đấu tranh giải 3. Đây là một ứng cử viên cho danh hiệu hoa khôi của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Asian Bank Cup 2013. Ba cái điểm đầu tiên của đội Sơn Đông thuộc về Xuân Vũ Hàn. Ba cái điểm ở vị trí số 3. Bên cạnh Yang Phang Suy là người ghi điểm chính cho đội Sơn Đông Trung Quốc thì khả năng ghi điểm còn lại của các cầu thủ khác bên phía đội bóng này là rất đồng đều. Bóng chạm tay cầu thủ mang áo số 11 Rostovskova ở hàng sau. 2-0 cho đội Sơn Đông. Một không tốt. Tiếp tục là lỗi hàng sau của Rostovskova. Tiếp tục là Yang Fangsui. Đường truyền sau đầu rất hay cho chủ công của đội nhà dứt điểm. Và cú dứt điểm của Yang Phang Suy cũng là rất tốt. Góc đánh phù hợp với một cầu thủ thuận tay trái ở vị trí số 2 vừa rồi. 4-0. Có thể ngày hôm nay các cầu thủ Sơn Đông sẽ dồn bóng cho Yang Phang Suy nhiều để cầu thủ này có thể cạnh tranh danh hiệu cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất. Tiếp tục là Yang Phang Suy. Những điểm số liên tiếp. Ở cầu phát bóng của Sung Mei Ni thì đội Sơn Đông Trung Quốc đã có được 5 điểm. Ngay từ rất sớm bà Lyudmila đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Chắc chắn là sẽ có sự điều chỉnh ở hàng sau để tập trung bước mùa tốt hơn. Bà Lyudmila còn là một chuyên gia tâm lý để giúp cho các học trò có được trạng thái thi đấu rất phù hợp qua những tình huống ở trên sân.
Tại VTV SeaBank Cup 2013 có hai huấn luyện viên là nữ, bà Mesopolin của đội Australia và bà Lyudmila của đội Kazakhstan. Đến lúc này thì việc ghi điểm vẫn là rất dễ dàng với các cầu thủ Sơn Đông, khi mà hàng sau của đội Kazakhstan vẫn chưa thể thực hiện những tình huống phòng ngự một cách ổn định nhất. Bật rất cao và đập bóng trên chắn qua phát bóng ăn điểm trực tiếp của Sung Meili. 7-0. Sự thay đổi người bên phía các cầu thủ Kazakhstan. Cầu thủ mang áo số 9 Zarina Sisazinova đã vào sân để thay cho Rostovshikova, người đã bước một tệ nhất kể từ đầu trận. Bóng chưa chạm vào tay chắn của đội Sơn Đông. 8-0. Một số điểm chênh lệch rất lớn khi hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên của set đấu thứ nhất. Sau quả phát bóng không thành công của Bakudina và điểm số đầu tiên thuộc về đội Sơn Đông, thì kể từ đó họ đã tiến một mạch tới mốc điểm 8-0. Lần hội ý kỹ thuật, bây giờ hai đội đã trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Điểm đầu tiên cho các cầu thủ Kazakhstan. Pha ghi điểm là của Irina Chumok. Còn đơn giản và pha đập bóng quá nhẹ từ hàng sau của Jagodina không thể vượt qua được tay chắn của Sun Ruhan. Mặc dù chỉ có một cầu thủ theo bám chắn, nhưng đó là một tình huống tấn công lộ của đội Kazakhstan, vì thế nên không khó để hàng chắn của đội Sơn Đông vô hiệu hóa pha tấn công vừa rồi. 9-1. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho đội Kazakhstan 2-9. Đánh bóng chưa qua lưới. 10-2. Trong trận bán kết với đội Sơn Đông Trung Quốc, một trong những nguyên nhân thành công của đội tuyển Việt Nam đó là phá được bước 1 của đối phương. Và hàng loạt những tình huống phát bóng xuất sắc ở các set đấu thứ 3, thứ 4 và thứ 5 đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng bước 1. Chính vì thế mà cây truyền hai xuất sắc Xuân Quân Trình cũng không có điều kiện để thực hiện những pha chuyền bóng thuận lợi cho các đồng đội. Có rất nhiều nguyên nhân để mang tới thành công của đội tuyển Việt Nam và giành được tấm vé giành quyền vào chung kết. Nhưng sẽ thật là tuyệt vời nếu như ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam đăng quang trong sự trông đợi, sự kỳ vọng của người hâm mộ. Trọng tài vừa bắt lỗi chạm lưới của Suy Trinh. Razorenkova
những quả phát bóng chưa đủ khó đối với hàng sau của đội Sơn Đông. Bóng ngoài đang thiếu những pha tấn công biên sở trường bên phía đội Kazakhstan. Sự thay đổi ở vị trí chuyền hai, sau khi cho Bakudina được thử sức thì cầu thủ mang áo số 10 đã không đáp ứng được sự kỳ vọng và đã bị huấn luyện viên Lyubmila rút ra. Natalia Akilova, cây chuyền hai chính của đội Kazakhstan, đã trở lại sân. Ngay lập tức chúng ta thấy chất lượng tấn công biên của đội Kazakhstan đã được cải thiện hơn. Đây là cơ hội ghi điểm cho đội Sơn Đông. Trong một tư thế không thực sự thuận lợi nhưng Sungmeri vẫn có thể thực hiện tốt pha xử lý của mình. Khác với Yang Faxui, một người thường xuyên thực hiện những pha đập bóng mạnh, thì Sungmeri lại là một chủ công có những cú đánh rất khéo. Điểm Kazakhstan 4-13. Đã có hai lỗi phát bóng hỏng của đội Sơn Đông Trung Quốc. Quả phát bóng của Zarvina Sisanikova. Pha ghi điểm của Sungmeri khi bóng leo mép lưới và đi sang phần sân của đội Kazakhstan. 14-4. Một điểm khá may mắn. Đập bóng tốt. Đúng là những đường chuyền của Natalia Akilova phù hợp hơn đối với những pha vào đà và đập bóng của Yagodina. Sự thay đổi ở vị trí chuyền 2 là cần thiết. Dù sao thì Bakudina vẫn còn khá non trong những đường chuyền. Chúng ta lại vừa được thấy những pha xử lý rất hay của Xuân Quân Trình. Khó cái chuyền 2 nào có thể sánh kịp với Xuân Quân Trình ở sự khéo léo và độ quái trong lối chơi. Và Xuân Quân Trình còn có một sức bật rất tốt. Hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ hai trong set đấu này, khi mà đội Sơn Đông Trung Quốc dẫn điểm với một cách biệt rất sâu, 16-5. Cho pha đập bóng của Sungmeri. Lối phát bóng của Xuân Quân Trình 6-17. Chỉ với một tình huống bước một không tốt thì rất khó để cho cây chuyền 2
có thể đưa ra một pha chuyền bóng phù hợp với đồng đội để dứt điểm. Chúng ta thấy ở tình huống ngay sau đó, khi bước một tốt hơn, đội Sơn Đông Trung Quốc ngay lập tức có cơ hội để ghi điểm thuận lợi. Hàng chắn của đội Kazakhstan lúc này vẫn đang thi đấu rất chậm trước những pha tấn công linh hoạt của đối phương. Hàng chắn hoàn toàn bị loại khi mà cầu thủ nhảy lên bám chắn đầu tiên đã xuất phát quá sớm. Quả phát bóng điểm trực tiếp thứ hai của cá nhân Sung Mei Li trong set đấu này. Để tránh mất điểm quá nhiều, bà Lyudmila lần thứ hai xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật ở set đấu đầu tiên. Cách biệt giữa hai đội lên tới 12 điểm. Rất đông khán giả đã có mặt trong nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Mặc dù trận chung kết vẫn còn chưa diễn ra. Chắc chắn là sự chờ đợi được dành cho trận chung kết của đội tuyển Việt Nam gặp Giang Tô Trung Quốc. Nhưng trước đó thì họ cũng sẽ có dịp để được xem những pha bóng rất hay của hai đội Kazakhstan và Sơn Đông. Xét về những pha bóng hay và tỷ lệ ghi điểm thì đội Sơn Đông đang chiếm ưu thế, nhưng đã bắt đầu có sự hồi phục trong những tình huống tấn công biên của đội Kazakhstan. Trong những phút đã qua, Yagodina đang là cầu thủ tấn công tốt nhất của đội bóng áo trắng. Rất bất ngờ, pha xử lý rất khéo của Wang Feng Chiao. Hàng chắn của đội Kazakhstan đã bị giật mình và lỡ nhịp. Mặc dù đã nhảy lên nhưng Ya Fao Sui vẫn có thừa thời gian để thực hiện động tác giả. 28. Đó là pha ghi điểm của đội trưởng Razorenkova. Trưởng thành từ cùng một tuyến trẻ và đã có nhiều năm tập luyện thi đấu cùng với nhau, nên quan sát các cầu thủ Sơn Đông Trung Quốc thi đấu có thể thấy rõ sự ăn ý của đội bóng này và cách đào tạo những cầu thủ có tốc độ rất cao, tốc độ trong di chuyển, tốc độ trong chuyền bóng và tốc độ trong khi thực hiện những động tác đập bóng. Điều đó khiến cho lực phát từ những cú đập rất mạnh. Nhờ vậy mà Yang Fao Sui đã trở thành một trong những chủ công nổi bật của giải đấu năm nay. Ngoài ra không thể không kể tới vai trò xuất sắc của kỳ chuyền hai Xuân Quân Trình. Quả phát bóng xoáy của cầu thủ mang áo số 7 bên phía đội Sơn Đông Mây Xeo Han đã không thành công. 10-22. Lối phát bóng vừa rồi là của Maratova. Có lẽ chúng ta sẽ phải trông chờ đội Kazakhstan bắt nhịp với trận đấu tốt hơn ở set thứ hai. Họ khởi đầu chậm hơn hẳn so với đối thủ của mình. Với 4 chạm của đội Kazakhstan, 24-10, cách biệt rất lớn được tạo ra.
số 11 Rostovchikova đã trở lại sân để thay cho Zarina Siskazinova. Rostovchikova bị thay ra vì bước một không tốt ở những tình huống đầu tiên. Còn bây giờ thì cầu thủ này có mặt ở cầu trên với hy vọng sẽ có những cú dứt điểm giúp cho đội Kazakhstan có thể ghi thêm những điểm số trong những phút sắp tới. 11-24. Gần như chưa có những pha bóng chiến thuật nào của đội Kazakhstan. Trong khi đó thì các phụ công của đội Sơn Đông lại thi đấu rất hay. Và chính Duy Trinh, phụ công màu số 11 là người đã dứt điểm thành công để giúp cho đội bóng này giành chiến thắng 25-11, một tỷ số rất cách biệt trong set đấu đầu tiên. Bây giờ thì nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình đã không còn một chỗ trống. Tất cả đều đang hướng đến các trận đấu cuối cùng của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Asian Cup 2013. Tâm điểm sẽ là trận đấu tìm ra chân dung nhà vô địch của kỳ VTV Cup năm thứ 10. Đó chính là trận đấu giữa các cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam và Giang Tô Trung Quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của trận đấu thứ hai ở trận đấu tranh hạng 3, cuộc đối đầu giữa Kazakhstan và Sơn Đông Trung Quốc. Ở mỗi trận đấu thì cây truyền hai của Sơn Đông là Sun Wen Jing luôn là cầu thủ sẽ thực hiện quả phát bóng đầu tiên và sẽ tiếp tục là quả phát bóng thứ hai dành cho Sơn Đông Trung Quốc. Nhanh và thông minh, nhưng dấu ấn tiếp tục đang được dành cho cây truyền hai Sun Wen Jing, đội trưởng của Sơn Đông Trung Quốc. Những tình huống thực hiện quả truyền rất êm dành cho các đồng đội. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã được chứng kiến sự xuất sắc như thế nào đến từ cây truyền hai của Sơn Đông Trung Quốc. Liên tiếp đã có những tình huống thực hiện những đường truyền chiến thuật rất hay. Bên cạnh đó thì Sun Wen Jing cũng đã nhiều lần ghi điểm cho Sơn Đông Trung Quốc trong trận đấu gặp đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam. Sun Wen Jing đang là cái tên nổi bật nhất trong cuộc đua giành danh hiệu cây truyền hai xuất sắc nhất của VTV Asian Cup 2013. Bên cạnh các danh hiệu dành cho các đội vô địch và các thứ hạng tiếp theo thì giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup luôn có những giải thưởng cá nhân và cũng đã giành được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, như cây truyền hai xuất sắc nhất, vận động viên ghi được nhiều điểm nhất, vận động viên xuất sắc nhất, cầu thủ chắn bóng tốt nhất. Và đặc biệt là danh hiệu hoa khôi của mỗi kỳ VTV Cup, một giải đấu, một danh hiệu bên lề nhưng cũng giành được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo người hâm mộ bóng chuyền cả nước. Trên sân đông này thì số 12 của Sơn Đông Trung Quốc chính là ứng cử viên được chọn trong thành phần đội hình của Sơn Đông cùng với 5 đại diện của các đội bóng còn lại. Trong đó thì danh hiệu hoa khôi ở đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, ứng cử viên được trao cho Âu Hồng Nhung. Một kịch bản tương tự với trận đấu thứ nhất đang diễn ra ở trận đấu thứ hai này, khi mà Sơn Đông Trung Quốc vẫn đang là đội bóng nhập cuộc tốt hơn.
những tình huống di chuyển đánh chiến thuật rất hay của các cầu thủ Sơn Đông Trung Quốc. Cùng với Thái Lan thì Kazakhstan là một trong hai đội bóng có phong độ không thực sự ổn định tại giải đấu năm nay. Có những thời điểm Kazakhstan thi đấu rất hay, nhưng cũng có những thời điểm mà Kazakhstan luôn bị đặt vào thế bị động. Kazakhstan và Thái Lan chính là hai đội bóng có cuộc đua tới tấm vé cuối cùng giành quyền vào chơi bán kết. Và may mắn cho Kazakhstan là họ đã có một trận đấu tuyệt vời trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan, trong một ngày mà các cô gái của Kazakhstan thi đấu tưng bừng với một chiến thắng kịch tính 3-2. Dù sao thì lọt vào vòng bán kết tại giải bóng chuyền quốc tế VTV ACB Cup 2013 cũng đã là một thành công đối với thầy trò của huấn luyện viên Lutsmila. Nếu như là một chiến thắng dành cho Sơn Đông Trung Quốc trong trận đấu này và qua đó giành tấm huy chương đồng của giải đấu thì cũng không có gì bất ngờ. Không khí đang có tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình giờ chưa có sự góp mặt của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, thế nhưng cũng đang diễn ra vô cùng sôi động. Tất cả đều đang háo hức chờ đợi. Tỷ số đang là 8-2 nghiêng về phía Sơn Đông Trung Quốc. Không thành công ý đồ thực hiện quả bỏ nhỏ đến từ Yekaterina đã không qua mắt được các cầu thủ theo chắn bên phía Sơn Đông Trung Quốc. Đã có rất nhiều những dụng cụ có thể phát ra âm thanh đang được các cổ động viên mang tới nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình để tiếp thêm sức mạnh cho các cô gái của chúng ta trong trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Không gì tuyệt vời hơn trong kỳ VTV Cup thứ 10. Chiếc vô địch được dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, và đặc biệt là các cô gái của chúng ta đã vượt qua những thời khắc có thể nói là khó khăn và kịch tính nhất. Không có một kịch bản nào nghẹt thở hơn như trong trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Sơn Đông Trung Quốc trong trận đấu bán kết thứ hai của giải đấu năm nay. Thế nhưng đội tuyển Việt Nam đã làm được. Theo quan sát tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình thì ngày hôm nay không chỉ có đông đảo người hâm mộ Ninh Bình mà rất nhiều các người hâm mộ đến từ các thành phố vệ tinh, các thành phố xung quanh như Thái Bình, Nam Định và Hà Nội đều đã góp mặt tại đây. Bầu không khí trong nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình đang nóng lên từng phút. Tỷ số trong cuộc đối đầu giữa Sơn Đông và Kazakhstan đang là 4-1, một quả phát bóng không thành công từ phía Sơn Đông Trung Quốc. Phòng ngự rất kiên cường. Cơ hội dành cho Kazakhstan. Đánh bóng tốt. Đó là tình huống dứt điểm của số 13 Yegodina. Năm 11.
Thế nhưng trọng tài đã xác định bóng bạt tay chắn của cầu thủ bên phía Kazakhstan trước khi đi ra ngoài sân. Đội điểm vào quyền phát bóng về cho Sơn Đông Trung Quốc. 12 năm. Không có sự khéo léo trong tình huống xử lý vừa rồi của Yagodina. Đánh bóng tốt. Hai cầu thủ theo chắn của Sơn Đông Trung Quốc là Sun Wenjing và Su Xinh đã không thể ngăn chặn được một pha tổ chức tấn công ở tầm cao. 63. Rất hay. Đó là pha xử lý bóng lỏng tay của Su Xinh. Khả năng tung ra những cú vào nhỏ bất ngờ cũng là một trong những điểm mạnh trong những pha dứt điểm cuối cùng bên phía Sơn Đông Trung Quốc. Ngày hôm qua thì đội tuyển Việt Nam cũng đã gặp quá nhiều khó khăn trước những tình huống xử lý thông minh như vừa rồi của Su Xinh và cả những tình huống xử lý ở ngay bước 2 từ phía cây chuyền 2 bên phía Sơn Đông Trung Quốc. Đã có thời điểm thì huấn luyện viên Phạm Văn Long đã phải sử dụng tới 2 libero để tăng cường khả năng phòng ngự hàng sau cho đội tuyển Việt Nam và giữ vững thế trận. Vẫn đang là một thế trận quá khó khăn dành cho Kazakhstan. Bóng trong cuộc. Sun Ruhan đã xuất sắc ở tình huống xử lý cuối cùng. Dù đó không phải là một pha tổ chức tấn công tốt, thế nhưng óc phán đoán và khả năng quan sát tuyệt vời của Sun Ruhan đã giúp cho Sơn Đông Trung Quốc tiếp tục có điểm. Không thành công, bóng không qua lưới ở tình huống vừa rồi. Đó là tình huống mắc lỗi rất đáng tiếc của Kazakhstan. Yagodina đã không bị một cầu thủ nào bên phía Sơn Đông Trung Quốc theo chắn. Thế nhưng tình huống dứt điểm cuối cùng của cô lại không đi qua lưới. Đối với Kazakhstan, đây là đội bóng có chiều cao trung bình tốt. Thế nhưng đi song hành với nó chính là khả năng phòng ngự tầm thấp. Chính vì vậy mà trước một đội bóng có những cầu thủ có sự khéo léo với những pha xử lý bóng bằng cổ tay tốt thì Kazakhstan đã không thể làm được gì nhiều. Những tình huống xử lý bóng có điểm rơi và có sự thông minh trong những tính toán cuối cùng từ phía Sơn Đông Trung Quốc đã gây ra quá nhiều khó khăn cho các cầu thủ Kazakhstan. Thời điểm hiện tại của giải đấu, hai vị trí đầu tiên đó là vị trí thứ 6 và thứ 5 đã được xác định với chiến thắng ở trận đấu tranh hạng 5 trước Thái Lan thì các cô gái đến từ Australia đã kết thúc giải đấu năm nay với vị trí này. Trong khi đó vị trí cuối cùng dành cho Thái Lan và đó cũng là một những trong những bất ngờ khi mà Thái Lan được đánh giá nằm trong top 4 đội có khả năng cạnh tranh
những thứ hạng cao cùng với Sơn Đông Trung Quốc, Giang Tô Trung Quốc và đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam. Nhưng rồi cuối cùng thì Thái Lan với thành phần lực lượng với tuổi đời trung bình tương đối trẻ đã không thực sự bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Vị trí thứ 6 là điều đáng tiếc nhưng nó đã phản ánh đúng những gì mà đội tuyển Thái Lan đã thể hiện tại giải đấu năm nay. Bóng chạm chắn đi ra ngoài. Vẫn đang là những ưu thế rõ rệt dành cho đội bóng đến từ Trung Quốc. Rất hay. Tình huống xử lý bóng lỏng tay. Sơn Đông Trung Quốc là một đội bóng có thành phần lực lượng đồng đều và khả năng tư duy về mặt chiến thuật cũng thực sự tốt. Những gì đang thể hiện trên sân chúng ta đang được thấy óc phán đoán và những pha xử lý kỹ thuật như thế nào đến từ Sơn Đông Trung Quốc. Ngày hôm qua thì đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam đã vượt qua Sơn Đông trong một chiến thắng có thể nói là thần kỳ. Tỷ số đã có thời điểm đội tuyển của chúng ta đã bị dẫn trước với tỷ số 2-0 và 8-15 ở set đấu thứ 3. Thế nhưng kể từ lúc phụ công Kim Huệ được tung vào sân và cùng với đó là đội hình được giữ vững với cây truyền hai Hà Thị Hoa thì đội tuyển của chúng ta đã thi đấu ổn định hơn rất nhiều, để rồi làm nên một trong những cuộc lội ngược dòng có thể coi là lịch sử trong các kỳ VTV Cup với một chiến thắng theo một kịch bản không thể nghẹt thở hơn. Dứt điểm thành công. 20-10. Không thể cứu bóng trong tình huống vừa rồi. Mười một hai mươi. Rất hay. Chưa cần tung ra những pha đánh chiến thuật có lực. Việc sử dụng những pha xử lý bóng lỏng tay, những pha đánh bóng điều chỉnh cũng đã giúp cho Sơn Đông có được một thế trận vững vàng trước đối phương. Bóng ngoài. Ý định thực hiện một quả đánh dọc sân nhưng không thành công. 22-11. Bóng đi ra ngoài, nhưng tình huống tổ chức tấn công rất bài bản của Kazakhstan trong hai pha đánh vừa qua. Đó đều đến từ những tình huống tổ chức tấn công biên với pha dứt điểm của Yevgenia Yana số 13 bên phía Kazakhstan.
Lỗi bước 1. Tình huống xử lý đỡ bóng của libero Quang Meiji. Mười bốn hai mươi hai. Chuỗi liên điểm của Kazakhstan đã bị chặn đứng khi mà số 14 thực hiện quả phát bóng không thành công, đó là Maratova. Ngoài, điểm số thứ 24 được dành cho Sơ Đông Trung Quốc và đã gần như chắc chắn chiến thắng trong trận đấu thứ hai đã thuộc về đội bóng này. 24-14. Rất thông minh. Yagodina đã vào đà hơi chậm trong nỗ lực cứu bóng vừa rồi của các đồng đội. Thế nhưng chính việc vào đà chậm đó đã giúp cho Yagodina lại tạo ra được bất ngờ với những cầu thủ phòng ngự bên phía Sơn Đông Trung Quốc và cơ hội dành cho Kazakhstan. Bóng trong sân. Dù có bóng ngoài thì tình huống đó cũng đã được xác định, bóng đã bạt hàng chắn của Sơn Đông Trung Quốc. Và các bạn đang được chứng kiến một bầu không khí rất sôi động tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Đã có rất đông các cổ động viên tới sân để chờ đợi ngày chung kết của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Exibank Cup 2013. Nhưng trước đó là trận đấu tranh giải ba. Sau hai set đấu đã qua thì đội Sơn Đông đã tạm dẫn đội Kazakhstan với tỷ số 2-0. Tỷ số các set đấu là 25-11 và 25-15. Và không ngoại trừ khả năng là ở set đấu thứ 3 này, chiến thắng vẫn sẽ thuộc về đội Sơn Đông khi mà họ vẫn đang triển khai lối đánh của mình một cách rất thoải mái. Mặc dù đội bóng này đã cất chủ công Yang Fangshui ở set đấu thứ 2, rất có thể Yang Fangshui sẽ được trở lại sân trong set thi đấu thứ 3. Bên phía đội Kazakhstan, sau khi thử nghiệm cây chuyền hai số 10 Bakudina thì huấn luyện viên Ludmila cũng đã phải đưa trở lại sân cây chuyền hai chính Natalia Akilova. Nhưng đây là trận đấu mà các phụ công của Kazakhstan không có nhiều đất diễn. Có thể thấy vị trí rõ nhất đó là Ekaterina Akilova, phụ công số 2, gần như chưa có được pha bóng ấn tượng nào, và cầu thủ này hiện đang đứng bên ngoài sân ở vị trí dành cho các cầu thủ dự bị. Đây cũng là trận đấu mà cầu thủ mang áo số 11 Anastasia Rostovshikova cũng không có được phong độ tốt. Lúc này đội Kazakhstan đang hoàn toàn trở về lối đánh tấn công biên. Đó là lối đánh sở trường của các đội bóng đến từ Kazakhstan. Thêm vào đó có thể thấy là hàng chắn của đội Kazakhstan ở những phút đã qua trong trận đấu này không thực sự hoạt động tốt. Họ thường bị căng cứng trước những pha đập bóng của đối phương và để rồi sau đó lại bị bất ngờ trước những pha bóng lỏng tay. Luôn có một sự linh hoạt trong cách dứt điểm của các cầu thủ Sơn Đông. Bóng tốt. 3-2.
lại xác định là bóng chưa chạm vào tay trắng của đội Kazakhstan trước khi ra ngoài. 3-3. Sự khởi đầu ở set đấu thứ 3 cũng đã trở nên suôn sẻ hơn đối với đội Kazakhstan. Bỏ nhỏ thành công. Rất nhiều lần tay chắn của đội Kazakhstan đã bị loại bởi những cú bỏ nhỏ và những pha bóng lỏng tay của đối thủ. Ở khả năng thích nghi với các tình huống trên sân đấu, rõ ràng là đội Kazakhstan thiếu đi sự linh hoạt cần thiết. Quả phát bóng không qua lưới của Mây Seo Han. 4-4. Yang Khoang Suy đã trở lại sân. Lúc này ở trên sân, đội Sơn Đông đang có những cầu thủ ghi điểm tốt nhất của mình. Sau khi thắng dễ ở hai set đấu đầu tiên, không có lý do gì để đội Sơn Đông không hướng tới một chiến thắng cách biệt ở set đấu quyết định. Vừa thấy cây truyền hai Xuân Quân Trinh là người dứt điểm và Suy Sinh làm thay nhiệm vụ truyền hai. Ở đội bóng Sơn Đông thì vị trí đối truyền không thực sự quá nổi bật bởi họ đó có một cây truyền hai quá xuất sắc. Khi cần thì Xuân Quân Trinh với sức bật rất tốt của mình cũng có thể chủ động dứt điểm bên cạnh những pha xử lý từ bước hai. Một pha đánh bóng quá thiêu chính xác của Maratova. 6-4 cho đội Sơn Đông. Cũng giống như các set đấu trước, bà Lyudmila đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật từ rất sớm. Mặc dù chênh lệch về điểm số không quá áp đảo giống như sự khởi đầu ở hai set đấu trước, nhưng xét về mặt thế trận thì đội Kazakhstan lúc này vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào những pha bóng ở biên. Trong khi đó Akilova, cầu thủ đang xuất hiện trên màn hình, người đứng rất gần với huấn luyện viên Lyudmila, lại không có nhiều cơ hội để dứt điểm. Bên phía đội Kazakhstan thì hai cầu thủ dứt điểm tốt nhất chính là Akilova số 2 và Yagodina mang áo số 13. Một pha xử lý lỏng tay thành công của Yang Fang Sui. 7-4. Yang Fang Sui rất hay trong những pha dứt điểm từ hàng sau. Đây là một cầu thủ có kỹ thuật dứt điểm rất khéo và sức đập bóng cũng rất mạnh. Chắn bóng ra ngoài. 8-4. Hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên ở set đấu thứ 3 và ưu thế dẫn điểm như chúng ta cũng vừa được chứng kiến đã lại thuộc về đội Sơn Đông. Trong trận đấu giữa hai đội ở lượt trận đầu tiên của vòng đấu bảng thì đội Sơn Đông cũng đã trình diễn với khán giả Việt Nam một trận đấu xuất sắc để vượt qua đối thủ Kazakhstan với tỷ số 3-0. Nhưng đó là trận đấu mà các cầu thủ Kazakhstan vẫn còn thể hiện được khá nhiều khả năng tấn công của mình. Nhưng còn trong trận đấu này, với những gì mà chúng ta đã được thấy thì đội Kazakhstan dường như đã hoàn toàn bị lấn át bởi đối thủ của họ.
bóng ngoài. Những pha xử lý từ xa và thiếu lực như vừa rồi của Razorenkova rất khó để có thể ghi điểm. Đó là còn chưa kể tới tay chắn của đối phương. Liên tiếp là những pha dứt điểm thiếu chính xác của các chủ công bên phía Kazakhstan. 10-4. Chắn bóng tốt. 11-4. Pha chắn đôi có sự tham gia của Suy Sinh và Xuân Quân Trình. Một lần nữa bà Lyudmila quyết định thử nghiệm với vị trí truyền hai. Bakudina lại được vào sân. Đó là sự khác biệt ở vị trí truyền hai giữa chính thức và dự bị. Natalia Akilova rõ ràng là phối hợp ăn ý hơn với các đồng đội của mình. Năm 13. Ở set đấu đầu tiên, đội Kazakhstan ghi được 11 điểm. Ở set đấu thứ hai, họ cải thiện số điểm của mình lên mốc điểm 15. Và chúng ta sẽ cùng xem là ở set đấu thứ ba này, mốc điểm mà đội Kazakhstan sẽ đạt được là bao nhiêu. Một quả phát bóng tốt, có điểm rơi rất khó chịu. Không dễ cho hàng sau của đội Sơn Đông để bắt bước một. Vẫn là cơ hội để dứt điểm cho đội Kazakhstan. Những pha cứu bóng rất hay. Nhưng cuối cùng thì Akilova lại không có được cảm giác tốt trong pha xử lý ở vị trí số 3. Trước khi có điểm thì các cầu thủ phòng ngự của đội Sơn Đông cũng đã xử lý rất hay ở những pha bóng tầm thấp. Đặc biệt là pha bay người cứu bóng của Libero mang áo số 10, Wang Mengjie. Yagodina đã vượt qua được tay chắn của đối phương. 8-14. Và xử lý cháo sân rất hay. Sung Ly Chi đã được vào sân để thay cho Sung Mei Li. Huấn luyện viên Shin Chun-sung đã quyết định lần lượt thử sức cho các cầu thủ trẻ của mình. Cho đến lúc này mới chỉ có một mình So Ting Ting là chưa được thi đấu bên phía đội Sơn Đông. Còn lại tất cả các cầu thủ đều đã được vào sân thử sức trong các trận đấu của đội bóng này.
sau thời gian hội ý kỹ thuật lần thứ hai thì rất có thể là đội Sơn Đông sẽ tăng tốc để có thể sớm kết thúc trận đấu tranh giải ba. Việc các đội bóng ở ba vị trí đầu tiên khi kết thúc vòng bảng gặp Kazakhstan luôn có được những chiến thắng cách biệt 3-0 là một điều dễ hiểu. Bởi thực tế thì trình độ của ba đội bóng là đội tuyển Việt Nam, Giang Tô và Sơn Đông ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với ba đối thủ còn lại. Nếu như ở trận đấu tranh giải ba đội Giang Tô có được chiến thắng 3-0 thì ở trận đấu này có lẽ cũng không phải là một kết quả khác đi. 10-17. Tới lượt một cầu thủ khác được vào sân bên phía đội Sơn Đông, Trang Chien vào sân để thay cho Suy Sinh. Trang Chien là cầu thủ cao nhất ở trên sân, chiều cao là 1m93. 19-10. Cũng dễ hiểu tại sao bà Ljubljana đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật một lần nữa. Không chỉ là cách biệt về điểm số mà cách biệt về trình độ là khó có thể san lấp trong một sớm một chiều. Là quả phát bóng của Sơn Ruhan. Trong trận đấu này chỉ có những phút đầu trận, huấn luyện viên Shin Chun-sung sử dụng cả hai chủ công tốt nhất của mình là Yang Fangshui và Sung Mei-li. Còn sau đó thì luân phiên ông đã sử dụng một trong hai chủ công này. Xen kẽ là những lần luân chuyển nhân sự để sử dụng những cầu thủ trẻ của mình được vào sân để thi đấu và trải nghiệm bầu không khí rất sôi động tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Asian Bank Cup 2013. Lối hàng sau, Wang Mengchia đã không thể phòng thủ ở tình huống bước một này. Một quả phát bóng rất khó chịu. Mười ba, mười chín. Thêm một sự thay đổi người nữa, Liêu Rê Hoa vào sân để thay cho cây chuyền 2, đội trưởng Xuân Vân Trinh. Và đây là sự thay thế ở vị trí chuyền 2. Hàng sau của đội Kazakhstan đã thi đấu thực sự không tốt ở trận đấu tranh giải ba này. Không có gì khó hiểu khi đội Sơn Đông lúc này đã vượt lên dẫn 21-13. Những nỗ lực ghi điểm ít ỏi của đội Kazakhstan. Vừa rồi là pha xử lý ở vị trí số 2 của Razorenkova. 14-21. Quyết định bỏ bóng không hợp lý, bóng vẫn trong sân.
15-21. Như vậy là đội Kazakhstan đã đạt được mốc điểm mà họ có được ở set đấu thứ hai, và họ vẫn có quyền hy vọng tiếp tục cải thiện khả năng ghi điểm trong set đấu thứ ba, cho dù khả năng lật ngược tình thế ở set đấu này là rất thấp và gần như đó là một nhiệm vụ bất khả thi. 22-15. Trang Chen vào sân và cũng thi đấu rất ấn tượng. Trên thực tế thì trong trận đấu với Giang Tô Trung Quốc, Trang Chen đã lấy được cả vị trí của Suy Sinh bởi một phong độ rất xuất sắc. Đập bóng xuyên chắn. Đó tiếp tục là pha ghi điểm của Sung Ly Chi. 23-16. Chiến thắng Trung Quốc đến rất gần với đội Sơn Đông. Bóng chạm tay Maratova ở hàng sau. 24-16. Lối phát bóng của Trang Chen. 17-24. Đây là một set đấu mà đội Kazakhstan đã không còn bị thua quá xa về mặt điểm số nữa. Lối phát bóng, một trận đấu không thành công của Akilova, và đó cũng là hình ảnh chung của đội Kazakhstan ở trận đấu tranh giải ba. Chung cuộc ở trận đấu này, đội Sơn Đông Trung Quốc đã vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0. Tỷ số các set đấu lần lượt là 25-11, 25-15 và 25-17. Chiến thắng 3-0 này giúp cho đội Sơn Đông Trung Quốc kết thúc giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Asian Bank Cup 2013, đứng ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Đứng ở vị trí thứ 4 là các cầu thủ Kazakhstan. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây sẽ là chương trình bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Perfect.
ATV Cup, nơi hội tụ những đội bóng mạnh và những gương mặt xuất sắc. Nơi những trận đấu kịch tính tạo nên nhiều pha bóng thăng hoa. Cùng sự cuồng nhiệt khó quên của khán giả. Đã làm nên 6 nhà vô địch của 9 kỳ VTV Cup. VTV Exibay Cup 2013, 10 năm.